Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một căn nhà ngộp đang giảm giá tới 1 tỷ 500 triệu đồng nha quý vị. Một căn nhà rất là đẹp với diện tích ngang 4m2, độ dài 15m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu theo mẫu kiến trúc hiện đại năm 2023. Đây là một căn nhà rất là đẹp, không gian kiến trúc độc đáo với mẫu thiết kế mới, không gian xanh mát, và đây là một căn nhà hướng chính Bắc. Và giá bán, gia chủ đang cần tiền nên giảm giá bán sốc chỉ còn 9 tỷ 800 triệu đồng thôi nha quý vị. Quý vị sẽ sở hữu ngay. Một căn nhà nằm trong khu đồng bộ 200 căn thuộc trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con đường trước nhà này, một con đường nhựa 8 m thông, đường kinh doanh buôn bán cho thuê, làm phòng công ty, làm showroom spa đều tuyệt vời. Căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu phân lô đồng bộ lên tới 200 căn và đang giảm giá sốc tới 1 tỷ 500 triệu đồng, bán gấp. Giá bán bây giờ bên chủ nhà chào bán cho căn siêu phẩm này chỉ còn 9 tỷ 800 triệu đồng thôi, hướng chính Bắc nha quý vị. Vị trí căn nhà thì nằm ngay trục đường Thống Nhất, sát bên ngã ba Nguyễn Văn Lượng và Thống Nhất, rất là gần với khu dân cư Cityland và siêu thị Lotte Mart, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý mọi người, từ căn nhà này quý vị di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi. Và quý vị đang trở lại với mặt tiền, mặt chính của căn nhà, một trệt, một lửng và 3 tầng lầu này. Căn nhà thì có không gian gara, đậu xe hơi, phòng bếp, phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và một phòng xông hơi, tắm nằm thư giãn, kết hợp với sân thượng trước và sau. Một căn nhà rất là đẹp và đang có hướng chính Bắc, rất là hợp cho quý vị chúng ta, thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và căn nhà này chủ nhà đang cần bán gấp nên giảm giá tới 1 tỷ 500 triệu đồng. Giá bán bây giờ bên nhà đất Huy Hùng chào bán chỉ còn 9 tỷ 800 triệu đồng thôi nha quý vị. Dưới tầng trệt thì chủ nhà có bố trí cho mình khu vực gara, đậu xe hơi, xe máy. Quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và phía sau là không gian phòng bếp cũng như là dính trời dưới nhà và cây xanh, kết hợp với sân sau. Hai bên tường thì chủ nhà có ốp gạch trang trí kết hợp với sơn bê tông hiệu ứng, rất đẹp và cao cấp. Bên trong đây thì quý vị sẽ có không gian phòng bếp sẽ cao hơn khu vực gara, đậu xe 2 bậc và có cây xanh ngay khu vực dính trời, kết hợp với cầu thang ép sát vào một bên tường và đi từ trong lên. Phía sau căn nhà thì quý vị sẽ đến với không gian bếp, một không gian bếp rất tuyệt vời và vô cùng hiện đại, với bầu bàn ăn và tủ bếp trên dưới đều được bố trí với tông màu đen, kết hợp với tủ lạnh, 2 cánh, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và khu vực sân sau, kết hợp với phòng vệ sinh cuối nhà. Một căn nhà rất tuyệt vời và chủ nhà đang cần bán nhanh, thu hồi vốn nên giá bán chỉ có 9 tỷ 800 triệu đồng thôi, giá bán còn bớt thêm. Quý vị quan tâm căn này thì còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đến tham quan và sở hữu ngay siêu phẩm nhà đẹp, không gian xanh mát, thiết kế đặc biệt với một phiên bản nhà phố cực kỳ sang trọng, đường 8m, xe hơi, xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái, một con đường thông. Vị trí thì nằm rất là gần với quận trung tâm, ngay gần với ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, thuộc phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị đang cùng em theo chân lên khu vực không gian lửng, phòng tiếp khách của căn nhà. Khu vực không gian phòng tiếp khách trên lửng này thì chủ nhà thiết kế cho mình một không gian phòng tiếp khách khép kín với hệ thống cửa ra khu vực sân sau và hệ thống cửa kính cường lực để quý vị vừa tiếp khách vừa gắn máy lạnh và có thể làm phòng karaoke gia đình được luôn. Chỗ này thì quý vị thấy khu vực sân sau với hệ thống cửa lùa và quý vị có cái lồng cây xanh bên ngoài. Ở đây thì chủ nhà có thằng kèm hình full nội thất nên quý vị để ý thấy có sofa kết hợp với màn hình tivi và máy lạnh. Phía trên thì có đèn trần, đèn led và những bức tranh treo tường, phải nói là rất là hợp với thẩm mỹ của căn nhà. Rất nhiều sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Quý vị yêu thích những sản phẩm nhà đẹp, những căn nhà ngộp, những căn nhà giá tốt trong dịp mùa hè năm 2023 này thì hãy đến xem và liên hệ trực tiếp với nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đến tham quan nhiều sản phẩm nhà đẹp, mua nhà với giá tốt và giá bán đang rất mềm, giảm ngay 1 tỷ 500 triệu đồng chỉ còn 9 tỷ 800 triệu đồng thôi nha quý vị. Giá bán quá mềm cho quý vị đang muốn sở hữu những căn nhà đẹp giá ngộp thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho đại đình chúng ta. Không gian phòng ngủ đầu tiên thì quý vị thấy hệ thống cửa ra ban công, tủ áo, giường ngủ, chăn ga gối đệm, máy lạnh và phòng vệ sinh trong đều đầy đủ hết cho quý vị chúng ta dễ sử dụng. Phòng vệ sinh thì được ốp gạch phun trần và có vòi tắm hoa sen, bồn cầu và lavabo rửa mặt. Qua phía sau thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2. Nhà này thiết kế lệch tầng nhé. Và nhà lệch tầng thì quý vị sẽ có giếng trời ở dưới nhà và xung quanh giếng trời thì chủ nhà trồng rất là nhiều cây xanh và mở cửa sổ trước sau vô cùng thoáng mát. Phòng ngủ số 2 thì cũng được chủ nhà bố trí đầy đủ nội thất bao gồm tủ áo, máy lạnh. Bên trong phòng vệ sinh thì có vòi tắm hoa sen, bồn cầu, lavabo, rửa mặt, cửa sổ ra giếng trời. Nhà mình thì có 2 giếng trời nên không gian rất là thoáng và sáng. Và khi mua thì toàn bộ nội thất như trong video Huy Hùng quay sẽ được chủ nhà để lại cho quý vị. Và giá bán đang giảm mạnh trong khu phố 200 căn này. Đa số các căn đều giảm giá và đồng loạt với giá bán chỉ còn 9 tỷ đến chưa tới 10 tỷ một căn thôi. Quý vị nào đang tìm mua thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đến xem và sở hữu nhiều những sản phẩm nhà đẹp giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 3 trên khu vực lầu 3 của căn nhà. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có vệ sinh phía sau với bồn tắm nằm và không gian phòng xông hơi khô đá nóng. Ở đây thì quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 3, phòng ngủ master. Và phía sau không gian phòng ngủ master thì quý vị sẽ có không gian phòng xông hơi kết hợp với tắm nằm. Chỗ này thì quý vị có thể để thêm máy tập thể dục nhé. Khu vực bồn tắm nằm thì nằm ngay khu vực cửa sổ. Phía trong đây thì quý vị sẽ có không gian phòng tắm đứng kết hợp với bồn cầu và lavabo rửa mặt. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ master ở khu vực lầu 3 của căn nhà. Ngang 4m2, độ dài 15m, chủ đang cần bán nhanh với giá bán lỗ 1 tỷ 500 triệu đồng, chỉ còn 9 tỷ 800 triệu đồng thôi. Quý vị quan tâm căn này, một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Thiết kế đẹp, có chỗ đậu xe hơi, xe máy, có phòng khách, phòng bếp và có nội thất cao cấp tặng kèm thì hãy gọi cho Huy Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Vị trí căn nhà thì nằm trên trục đường Thống Nhất và cách mặt tiền Thống Nhất khoảng tầm 100m thôi nha quý vị. Và quý vị đang cùng em di chuyển lên khu vực lầu 3, quý vị sẽ đến với lầu 4, quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4. Lại một không gian phòng ngủ lớn nữa. Phòng ngủ này thì cũng có bàn trang điểm, hệ thống tủ áo, giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, máy lạnh. Và phía sau không gian phòng ngủ số 4 này cũng là không gian của phòng ngủ tắm master phía sau. Như vậy là căn nhà mình sẽ có 2 phòng ngủ master và 2 phòng ngủ mini trên khu vực lầu 2. Tổng cộng căn nhà mình có 4 phòng ngủ và một căn nhà rất là đẹp, một căn nhà xây mới với nhiều không gian thoáng sáng giếng trời, một căn nhà có kỹ sư thiết kế và đây là một sản phẩm nhà đẹp, giá tốt. Thì quý vị nào đang tìm mua thì có thể liên hệ trực tiếp với em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực không gian phòng tắm master này thì quý vị sẽ có lavabo, bồn cầu, bồn tắm nằm, phòng xông hơi khô đá nóng. Đây là khu vực không gian phòng xông hơi này. Chúng ta có không gian phòng xông hơi khô đá nóng nhé. Và bên ngoài này thì quý vị có thể để thêm máy tập thể dục bên khu vực không gian phòng ngủ luôn. Và trên cùng là không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau của căn nhà. Giá bán đang giảm mạnh. Hãy liên hệ với bên nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để có giá tốt khi mua và rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 200 đến 500 triệu đồng một căn. Trên đây thì chủ nhà có thiết kế không gian phòng thờ riêng. Và bên ngoài thì quý vị sẽ có khu vực sân thượng sau để phơi đồ và trồng rau. Khu vực sân thượng sau căn nhà đây nha quý vị. Khu vực sân thượng sau này gia chủ đã rào chắn xung quanh, do chỗ này để chúng ta trồng rau nên chủ nhà không có lợp mái bên trên. Và ở đây chủ nhà có làm cầu thang lên trên mái để chúng ta thăm bồn nước và năng lượng mặt trời, cũng như là những cục nóng máy lạnh. Và phía bên ngoài đây sẽ là không gian phòng thờ rộng và sân thượng phía trước của căn nhà. Và giá bán đang chào bán ra chỉ có 9 tỷ 800 triệu đồng, giá bán thực tế đã giảm tới 1 tỷ 500 triệu đồng rồi. Quý vị quan tâm đến căn nhà ngang 4m2, độ dài 15m, nằm trong khu phân lô đồng bộ 200 căn, thuộc trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, sát bên ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng này. Hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.